Các bạn thân mến, sau khi chứng kiến màn nổi dậy chưa từng có trong lịch sử nước Nga, nghị sĩ Leonid Slutsky đã đề nghị chính phủ nước mình nên tăng cường lực lượng chính quy lên 7 triệu quân để đảm bảo an toàn quốc phòng tối đa. Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi ấy chỉ là sự thờ ơ của chính phủ và lời tuyên bố hùng hồn sẽ chiếm đóng Ukraine trong vòng 24 giờ tới của thủ lĩnh lính đánh thuê, ông Prigozhin. Vì vậy, các chính trị gia phương Tây cho rằng nước Nga vẫn rất cần đến Wagner. Mối quan hệ giữa Wagner và Nga không thể nào bị chặt đứt dễ dàng như thế chỉ vì một cuộc nổi loạn diễn ra chóng vánh chẳng khác gì trò đùa cả. Thật ra, màn binh biến vừa rồi chỉ là một thuyết âm mưu của ông Putin mà thôi. Người đứng đầu nước Nga muốn dựa vào cái cớ đó để đưa ông Prigozhin và đội quân thiện chiến đến Belarus một cách hợp pháp trong kế hoạch bao vây Ukraine sắp tới đây. Vậy sự thật là như thế nào? Liệu rằng ông Prigozhin có khả năng hiện thực hóa lời tuyên bố hùng hồn của mình hay không? Liệu rằng Ukraine có sắp toang đến nơi khi đội quân Wagner đang áp sát mình từ hướng Belarus hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết trong video clip dưới đây sau khi các bạn đã nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chúng mình nhé! Vâng, theo các trang báo quốc tế đưa tin, sau khi một cuộc binh biến diễn ra tại Nga, nghị sĩ Leonid Slutsky đã chia sẻ quan điểm cá nhân rằng quả thật, quân đội chính quy của chúng tôi có một số vấn đề nhất định, nhưng các công ty quân sự tư nhân không thể giải quyết nó. Vì vậy, nước Nga không cần bất kỳ một đơn vị nào như thế hay những thứ tương tự nó. Thay vào đó, ông Slutsky cho rằng Nga cần một đội quân chuyên nghiệp khoảng 7 triệu người để đảm bảo an ninh quốc phòng, trong đó bao gồm cả quân nhân ký hợp đồng và nhân viên dân sự làm việc bên cạnh lực lượng nghĩa vụ hiện nay. Được biết, Slutsky là một người từng tham gia các cuộc đàm phán liên quan đến tình hình chiến sự của Nga ở Ukraine. Vậy nên có thể nói, ngài nghị sĩ này có sự hiểu biết rất sâu rộng về lĩnh vực quân sự và cũng rất có tiếng nói trong giới chính trường của Nga. Tuy nhiên, đứng trước lời đề nghị đó, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào cho thấy thái độ phản đối hay đồng tình. Người ta chỉ thấy rằng, các nhà lãnh đạo của nước này đã khéo léo nhắc nhở rằng vào cuối năm ngoái, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh tăng cường lực lượng chiến đấu từ 1,01 triệu người lên 1,15 triệu người. Nó đã khiến cho quy mô quân đội của Nga tăng lên gần 2,04 triệu người với đầy đủ các nhân viên quân sự và dân sự tinh anh. Động thái trên giống như một hành động ngấm ngầm khẳng định rằng với lực lượng thiện chiến như trên, Nga không cần phải tăng cường binh lính lên con số 7 triệu người, nhất là khi việc gia tăng số lượng binh sĩ vào thời điểm này là không mấy phù hợp. Bởi vì chúng ta nên biết, dân số của Nga hiện chỉ có hơn 140 triệu người, trong đó có không ít người già, trẻ nhỏ và phụ nữ yếu đuối. Việc bắt người dân phải nai lưng ra làm việc để nuôi 7 triệu binh có vẻ như là một việc làm quá sức đối với họ. Nhưng quan trọng hơn là, nền kinh tế của Nga hiện đã sụt giảm đến 2,2% so với các năm trước do chiến tranh và do các lệnh trừng phạt đến từ phương Tây. Vậy bây giờ, họ tiếp tục phát triển lực lượng binh sĩ thì kinh phí thiếu hụt sẽ là điều hiển nhiên. Kéo theo đó là rất nhiều những vấn đề nghiêm trọng khác khiến cho nước Nga rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện thực sự. Phải chăng vì như thế mà vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã tỏ rõ vô cùng hòa nhã khi gửi lời cảm ơn đến lực lượng Wagner rằng họ đã chọn phương án đúng đắn là dừng lại ở lằn ranh cuối cùng để ngăn chuyện đổ máu xảy ra. Đặc biệt là ông còn cho các thành viên Wagner có quyền lựa chọn việc tiếp tục phụng sự đất nước bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hay cơ quan thực thi pháp luật khác. Còn nếu không, họ có thể trở về với gia đình, bạn bè hoặc tới Belarus nếu muốn. Đáp lại người đứng đầu nước Nga, vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, ông Prigozhin, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner, đã tuyên bố trong một tin nhắn âm thanh dài 11 phút rằng ông chính là bậc thầy về cách phát động một cuộc tấn công. Cuộc binh biến mà ông mới đạo diễn vừa rồi chỉ là để nói cho các nhà lãnh đạo tại Điện Kremlin biết rằng những cảnh báo trước đây của mình về những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng ở Nga là sự thật. Qua đó, ông tỏ ra vô cùng tự hào về sức mạnh vô đối của đội quân Wagner, đồng thời muốn gửi đến nước Nga một lời khẳng định chắc nịch là mình có thể đánh chiếm Ukraine trong vòng 24 giờ mà thôi. Qua lời tuyên bố trên cho thấy, đến tận bây giờ, Prigozhin vẫn chưa buông bỏ Ukraine. Đối với quốc gia này, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê vẫn là một mối nguy hại vô cùng lớn. Và mối nguy hại ấy sẽ càng tăng lên gấp bội phần khi mà mới đây ông Prigozhin đã được Tổng thống Belarus mở rộng hai vòng tay chào đón đến đất nước của mình. Không những cung cấp nơi ăn trốn ở miễn phí cho thủ lĩnh lính đánh thuê, Tổng thống Belarus còn hứa hẹn sẽ xây dựng cho ông Prigozhin một doanh trại rộng đến 24.000 m², có sức chứa lên đến 8.000 người cùng một lúc đặt tại thành phố Asipovisi.
Vậy nên, nó còn được ví như một doanh trại quân sự dành riêng cho thủ lĩnh Wagner tại vùng trời Belarus. Nếu điều này trở thành sự thật, thì ông Prigozhin và binh lính của ông sẽ hiện diện rất gần lãnh thổ Ukraine. Vì theo bản đồ địa lý cho thấy, khu vực xây dựng doanh trại của Wagner nằm cách Ukraine chỉ khoảng 200 km. Chỉ cần hành quân chưa đến nửa ngày là đội quân Wagner có thể đến được nơi cần đến và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình. Nhưng điều đáng nói đâu chỉ có bấy nhiêu đó. Vừa qua, Nga đã ban hành thông báo chính thức về việc bãi bỏ vụ án điều tra ông Prigozhin và tập đoàn lính đánh thuê. Điều này có nghĩa là họ sẽ không phải mang bất kỳ một án hình sự gì và sẽ không bị hạn chế bất kỳ quyền hạn nào khi triển khai cuộc chiến cả. Nguy cấp hơn là, mới đây Nga cho biết đã sẵn sàng gửi các lô vũ khí hạng nặng đến Belarus để tập trận. Nhưng theo nhiều chuyên gia phân tích thì rất có thể đây chỉ là một hành động ngụy trang của ông Putin mà thôi. Có một khả năng rất cao là số lượng lớn vũ khí ấy sẽ rơi vào tay của Wagner để lực lượng lính đánh thuê có thể hỗ trợ Nga tấn công Ukraine từ đây. Nếu giả định trên là đúng, thì lời tuyên bố của ông Prigozhin dành cho Ukraine sẽ chẳng khác gì lời sấm truyền. Ukraine sẽ toang đến nơi, chứ chẳng phải là chuyện đùa nữa. Bởi vì là khi ấy thì họ sẽ phải một mình chống lại các mũi tiến công như là vũ bão của Nga ở phía đông và Belarus ở phía bắc. Họ sẽ phải một mình đối đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc, khiến cho bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Điều này càng trở nên đúng đắn hơn khi mà mọi nguồn lực được viện trợ cho Ukraine lúc này đang ngày càng bị thu hẹp. Phương Tây ngày một tỏ ra không mấy mặn mà trước một Ukraine làm việc kém hiệu quả, khiến con người ta phải nổi đoá hết cả lên. Hơn nữa là họ còn phải bận lo cho thân mình khi mà đội quân Wagner đang hiện diện ở Belarus, nơi nằm rất gần với sườn đông châu Âu. Chính Ngoại trưởng Litva, ông Gabrielius Landsbergis gần đây đã yêu cầu các nước đồng minh NATO rằng hãy tăng cường giám sát an ninh tại điểm nóng, đặc biệt là các nước thành viên có chung đường biên giới với Nga và Belarus, để ngăn chặn bước tiến của đội quân Wagner trong trường hợp cần thiết. Còn trước đó thì Đức cũng đã cho triển khai thêm 4.000 binh sĩ kết hợp với binh lính NATO đến đồn trú tại Litva và sườn đông châu Âu để dè chừng kẻ giết người hàng loạt. Điều này đủ cho thấy rằng rất nhiều các nước lớn ở phương Tây đang tỏ ra sợ hãi trước Wagner. Họ cũng sẽ chẳng rảnh tay đâu mà tiếp sức cho Ukraine nhiệt tình như thời gian vừa qua. Chính vì thế mà Ukraine không nên chủ quan xem những lời tuyên bố của ông Prigozhin chỉ như là lời bốc phét vô căn cứ. Họ nên đặc biệt cẩn trọng và cũng nên lên cho mình những tình huống cấp thiết có thể xảy ra để có phương án ứng phó ngay. Còn các bạn thì có nghĩ như thế không? Hãy comment ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé! Nếu nhìn vào bản đồ nước Nga, hẳn không ít bạn sẽ thấy kỳ lạ khi có một mảnh đất nằm tách rời khỏi vùng lãnh thổ chính, nhưng nó vẫn thuộc quyền sở hữu của Liên bang Nga. Vùng đất này có tên là Kaliningrad. Người ta vẫn gọi nó là vùng đất cấm của Nga, khiến cả phương Tây khiếp sợ không dám đụng tới. Vậy thì tại sao lại có một vùng lãnh thổ kỳ lạ như vậy? Và Kaliningrad đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc chiến giữa Nga với Mỹ và phương Tây? Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện thú vị này nhé! Kaliningrad là một vùng đất tách rời của Nga nằm lọt thỏm giữa lòng châu Âu, giáp trực tiếp với hai nước NATO là Ba Lan và Litva. Mảnh đất này là cái gai trong mắt NATO khi nó không chỉ đe dọa trực tiếp từ các thành viên chủ chốt của khối liên minh quân sự này, mà từ Kaliningrad, các hệ thống tên lửa của Nga có thể tiếp cận nhanh chóng tất cả các thành phố quan trọng tại châu Âu. Vì vậy, với NATO, Kaliningrad là cái gai khó chịu cần phải nhổ bỏ nếu muốn đối đầu quân sự với Nga. Kaliningrad có bề dày lịch sử phong phú và khá thú vị, bởi khi thì thuộc về nước Nga, lúc lại không. Và nó cũng gợi không ít trí tò mò, bởi với những cơ sở quân sự chiến lược, một thời nơi đây là vùng đất cấm. Thời Liên Xô, Kaliningrad hầu như khép kín, không chào đón du khách thập phương. Trước đây thì Kaliningrad thuộc về nước Đức. Lịch sử của thành phố bắt đầu vào khoảng tháng 9 năm 1255 khi mà các hiệp sĩ Teutons đặt những viên đá đầu tiên xây dựng pháo đài trên một ngọn đồi và gọi nó là Königsberg. Cái tên này đã theo thành phố trong suốt thời gian dài khi nó từng là một đô thị rộng lớn của Vương quốc Phổ hay là thủ đô của Đông Phổ. Lần đầu tiên vùng đất này thuộc về Nga vào năm 1758 sau chiến thắng của Nga trong chiến tranh 7 năm, từ năm 1756 đến năm 1763. Tuy nhiên, vào năm 1762 vùng đất đã được trả lại cho Vương quốc Phổ, vùng đất này về tay Nga một lần nữa vào năm 1946. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, một phần lãnh thổ của Đức được chuyển sang Liên Xô.
Cùng với đó thì vùng đất này được đổi tên thành Kaliningrad để vinh danh nhà lãnh đạo đảng kiệt xuất của Liên Xô Mikhail Ivanovich Kalinin. Còn từ Grad trong tiếng Anh cổ có nghĩa là thành phố. Tuy được gọi là thành phố biển song Kaliningrad lại không có lối đi trực tiếp ra biển. Thành phố nằm ở ngã ba sông Pregan chảy vào vịnh Kaliningrad. Tại thành phố này có một cảng lớn và là nơi đóng quân của hạm đội Baltic, Hải quân Nga. Gọi Kaliningrad là một thành phố kỳ lạ bởi vì nó nằm tách rời hoàn toàn so với vùng lãnh thổ chính của Liên bang Nga. Muốn đi bằng đường bộ thì Kaliningrad tới vùng lãnh thổ chính của Nga phải đi qua ít nhất hai quốc gia là Litva và Belarus hoặc là Ba Lan và Belarus. Litva và Ba Lan là hai quốc gia thuộc NATO từ lâu vẫn lên tiếng muốn giành lại Kaliningrad. Thế nhưng điều kỳ lạ là Đức, quốc gia từng sở hữu vùng đất này lại chưa bao giờ muốn đòi lại Kaliningrad từ tay của Nga. Có 3 lý do khiến Đức không quan tâm tới việc sáp nhập Kaliningrad vào lãnh thổ của nước mình. Đầu tiên là hiện tại người Đức chỉ chiếm 0,8% trong tổng số hơn 1 triệu người cư trú tại Kaliningrad. Tình hình khác xa so với bán đảo Crimea, nơi mà phần lớn người dân đều là người Nga và nói tiếng Nga. Điều này khiến cho việc sáp nhập sẽ khó khăn hơn nếu như Đức muốn tổ chức trưng cầu dân ý giống như là cách Nga từng làm với Crimea. Điều này có thể giải thích vì sao Đức chưa bao giờ dùng tới con bài lỗi tại lịch sử để đưa ra yêu sách chủ quyền đối với Kaliningrad như cách mà Nga biện minh cho việc sáp nhập bán đảo Crimea. Nguyên nhân thứ hai khiến Đức chùn chân là vì Kaliningrad nằm tách rời với vùng lãnh thổ của Đức. Người Đức muốn điều quân đội tới đây thì chỉ có thể vận chuyển bằng đường biển hoặc là đường hàng không. Với lực lượng tình báo của Nga thì việc chuyển quân sự như vậy chắc chắn là sẽ bị họ phát hiện và ngăn chặn. Và cuối cùng, sau những ký ức kinh hoàng mà Đức đã từng gây ra trong Thế chiến 2 thì sự nhạy cảm của cả thế giới trước các động thái hung hăng từ phía quốc gia này cũng là điều không thể tránh khỏi. Các bằng chứng của lịch sử đã cho thấy Đức sẽ không có ý định tuyên bố chủ quyền tại Kaliningrad bởi động thái này sẽ gây bất ổn. Đối với phương Tây, nhất là khối NATO, Kaliningrad được xem như một lưỡi dao của Nga giữa lòng châu Âu. Mặc dù giữa Crimea và Kaliningrad có những sự tương đồng nhất định, cả hai đều là những vùng lãnh thổ được sáp nhập, nơi có cảng biển không bao giờ đóng băng, cũng như có tài sản quân sự chiến lược. Song sự khác biệt về lịch sử của chúng chính là lý do khiến phương Tây không thể đụng tới vùng đất cấm Kaliningrad. Tại hội nghị Potsdam, phương Tây đã đồng ý trao Kaliningrad cho Liên Xô khi các quốc gia đồng minh chia nhau châu Âu. Có vẻ như việc phương Tây đồng ý để Nga sáp nhập Kaliningrad đã khiến sai lầm của lịch sử này trở nên không thể thay đổi được, ít nhất là cho tới hiện tại. Chính vì có một vị trí quá đặc biệt nên nhiều năm qua, Nga đã sử dụng Kaliningrad để khiêu khích và cảnh báo phương Tây không ít lần. Năm 2013, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn hạt nhân Iskander tới Kaliningrad, đặt Ba Lan và các quốc gia Baltic vào tình trạng báo động cao. Tuy nhiên, Tổng thống Putin sau đó đã bác bỏ tuyên bố này. Trước đó, vào năm 2008, Nga cũng đe dọa triển khai tên lửa ngầm nhắm tới Kaliningrad nếu Mỹ thực hiện kế hoạch xây dựng căn cứ phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Séc. Hay gần đây nhất, khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn gia nhập NATO, Nga cũng cảnh báo triển khai vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad. Ngoài việc giúp Nga tiếp cận Baltic, tầm quan trọng địa chiến lược của Kaliningrad còn gắn liền với một dải đất hẹp được gọi là hành lang Suwalki. Hành lang này ngăn cách Kaliningrad với Belarus, một đồng minh quan trọng của Nga, đồng thời nối liền lãnh thổ Ba Lan và Lithuania, trở thành kết nối trên bộ duy nhất giữa các nước Baltic với phần còn lại của EU. Nếu để mất kiểm soát ở đây, cả NATO và Nga đều bất lợi. Nga không thừa nhận họ có vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad, nhưng vào năm 2018, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ kết luận rằng Nga đã hiện đại hóa đáng kể một bong ke chứa vũ khí hạt nhân tại khu vực, dựa trên phân tích hình ảnh vệ tinh. Bởi vậy mới nói Kaliningrad là lưỡi dao luôn trực chờ để đâm vào NATO bất cứ lúc nào. Từ lâu, Tổng thống Putin vẫn luôn nuôi tham vọng nối liền phần trung tâm nước Nga với Kaliningrad nhằm phục vụ cho các mục tiêu kinh tế và quân sự. Khu vực Kaliningrad đã phát triển rực rỡ trong thập kỷ qua và Tổng thống Putin mong muốn động lực phát triển này được đưa vào Nga. Nền công nghiệp ở Kaliningrad đang bùng nổ mạnh mẽ. Hơn nữa thì khu vực này mang lại tiềm năng kinh tế biển lớn nhất của Nga, bao gồm cả hoạt động đánh bắt hải sản lẫn vận tải. Nếu Tổng thống Putin có thể tìm được cách kết nối Kaliningrad với đất mẹ Nga mà không phải phụ thuộc vào những nước láng giềng thù địch, thì Nga có thể tự do đưa quân lính cùng vũ khí và tên lửa đến khu vực này. Nói cách khác, nếu kết nối được với Kaliningrad, Tổng thống Putin chỉ cách Baltic 60 dặm và lần đầu tiên, nước Nga có thể kiểm soát được Đông Âu kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Nếu Nga đặt tên lửa hành trình ở Kaliningrad thì tầm kiểm soát của Nga sẽ bao trùm gần như toàn bộ Tây Âu.
việc kết nối Kaliningrad với Belarus có thể cô lập ba nước Latvia, Estonia và Lithuania. Mở rộng ảnh hưởng của Nga là động lực thúc đẩy nền kinh tế Nga. Giới lãnh đạo quân sự NATO hiểu điều này, nhưng dường như lãnh đạo chính trị vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của mảnh đất nhỏ bé Kaliningrad và nguy cơ của nó có thể gây ra với châu Âu. Tổng thống Putin hiểu rõ tầm quan trọng của các cảng nước ấm đối với thương mại, cũng như khả năng quyền lực của Nga. Ông đã mở đường đến Baltic bằng cách sáp nhập Crimea. Ông cũng đã cố gắng kết nối cảng nước ấm quan trọng Kaliningrad với lục địa Nga. Có thể chính Tổng thống Putin sẽ là người hiện thực hóa giấc mơ Nga từ thế kỷ 17, đó là kiểm soát được các cảng ở Thái Bình Dương, Biển Đen, Địa Trung Hải và Biển Baltic. Tham vọng của Nga sẽ buộc phương Tây phải xem xét lại khả năng quân sự, quyết tâm của các lãnh đạo cùng nỗi lo trước ý định của Nga. Phương Tây sẽ không thể lẩn tránh hai câu hỏi: liệu tham vọng của ông Putin là một khu vực quan trọng về quân sự và kinh tế để đảm bảo an ninh hàng hải, hay là nỗi khao khát mở rộng ảnh hưởng và sức mạnh? Và liệu Nga và phương Tây có thể làm gì và sẽ làm những gì nếu tên lửa của Nga được triển khai tại Kaliningrad? Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ngày một xấu đi thì Kaliningrad càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình. Vùng đất này sẽ luôn là một lưỡi dao sắc bén của Nga cắm vào giữa châu Âu, khiến họ phải cân nhắc mọi động thái chống lại Nga. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Nhớ like và nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.